Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu ngày hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2020 trên kênh Phunlu TV. Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Thưa các bạn, về tình hình giá hạt tiêu trên thế giới, cập nhật vào lúc 9 giờ sáng nay, giá hồ tiêu giao ngay trên sàn Kuchi của Ấn Độ vẫn đang ở mức là 33.153,85 rupee trên tạ. Ở kỳ hạn giao tháng 6 năm 2020 đã tăng lên 50 rupee trên tạ và ở mức là 33.650 rupee trên tạ. Còn giá hạt tiêu trên sàn Singapore thì ở kỳ hạn giao tháng 9 vẫn không đổi, ở mức là 6.500 USD trên 1 tấn. Thưa các bạn, còn về tình hình giá hồ tiêu trong nước ngày hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, trong tuần này giá hồ tiêu đã giảm từ 500 tới 2.000 đồng trên 1 kg. Giá hồ tiêu hiện đang dao động trong khoảng từ 50.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Giá tiêu hôm nay ở mức giá cao nhất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 54.000 đồng 1 kg và thấp nhất tại tỉnh Gia Lai là 50.500 đồng 1 kg. Cụ thể, giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn ở mức là 52.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại Châu Đức ở Bà Rịa Vũng Tàu đi ngang ở mức cao nhất là 54.000 đồng. Giá hồ tiêu tại tỉnh Bình Phước là 53.000 đồng 1 kg. Riêng giá tiêu tại tỉnh Gia Lai là thấp nhất trong khu vực với mức giá là 50.500 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai ở mức là 51.000 đồng 1 kg. Hy vọng với thông tin giá tiêu ngày hôm nay, khu vực Tây Nguyên và miền Nam sẽ giúp cho bà con tham khảo trước khi quyết định mua hay bán tiêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.